Đang theo dõi trực tiếp trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Chiếc máy quay chúng ta đang được trải nghiệm lại cặp loa siêu khủng long của hãng JBL đến từ Mỹ với model lớn hết số của đầu VS, với model VS3218-6. Đây cũng là một trong những cặp loa khá là hiếm hoi trong nước, sở hữu cấu hình khủng long có trọng lượng nặng tới 1,5 tạ, với chiều cao của phần thùng gỗ được phủ sơn chống trời hay còn gọi là composite, với chiều cao 1m3, ngang và sâu ngang 57,5, sâu 57,5 cm, trên trọng lượng 150 kg, với công suất tối đa của model VS3218-6 lên tới tối đa 3200W, và đặc biệt rằng trên trở kháng 8 ohm, và nó có độ nhạy cao dao động từ 99 dB cho tới 139 dB trên cặp loa siêu khủng long này. Trong đoạn clip trước thì tôi đã giới thiệu rất là chi tiết về bộ củ loa phía bên trong. Và trong đoạn clip này thì chúng ta đang được trải nghiệm chất âm của cặp loa siêu khủng long JBL VS3218-6 đến từ Mỹ. Với cấu hình cũng như chất âm, có lẽ rằng chúng ta không bàn luận nhiều. Những model lớn hết số và hết tầm của hãng, và là những model cao cấp nhất cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, với sự thể hiện cho các dòng nhạc đa dạng và đồng thời karaoke chuyên nghiệp. Và chúng ta có thể áp dụng cho những căn phòng khách lớn hoặc nhà hàng, quán bar hay vũ trường hay các sân khấu lớn mà chúng ta sẽ không tốn tiền mua súp và trầm cho những không gian lớn, với đặc trưng giải trầm xuống rất sâu. Và đồng thời giải trung âm của nó, tôi có thể nói rằng đó là vô địch trong phân khúc của những cặp loa ở hạng bát 50. Và một quả chắc kèn siêu khủng, nó có cái từ lớn tới 22 cm trên cặp loa này. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó chơi được đa dạng các phong cách nhạc. Bây giờ chúng ta cùng tham khảo và cùng trải nghiệm tiếp theo một vài dòng nhạc nữa, để quý vị lại thấy được sự lợi hại của model JBL VS3218-6 đến từ USA. Thank you.
một vùng mây trắng bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Giờ xuân vẫn rơi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Sương vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Một giây hồn lên đến. Rất là tuyệt vời với giải trung âm vô địch và giải chép cũng như giải trầm của cặp loa VS3218-6 đến từ Mỹ. Và bây giờ chúng ta lại cùng trải nghiệm lại cấu hình siêu khủng long này. Ở đây thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng những model này. Tôi lưu ý với quý vị rằng cũng khá là hiếm ở thị trường trong nước, bởi vì những model siêu khủng long. Và như chúng ta thấy rằng trên tôi thì hiện tại tôi mới nhìn thấy thời gian trước có một anh em Hải Dương bán một cặp với JBN3215-6 là model đàn em. Và ở đây thì chúng ta đang được chiêm ngưỡng cặp 3218-6 lớn hết số và cũng là khủng long nhất hãng. Với trọng lượng 1,5 tạ, cao 1m3, ngang 57,5, sâu 57,5cm, công suất tối đa lên tới 3.200W. Đây là thực thụ, là một cái vũ trường di động. Và chúng ta đang được chiêm ngưỡng trên cặp loa này. Quý vị sẽ thấy được rằng phần dưới cùng của model loa này là một bát siêu trầm, đường kính 50cm, rất đẹp. Sở hữu gân xếp tẩm dầu siêu bền và cũng là siêu mềm, với nam châm từ được trang bị lớn tới 22cm trên quả bát siêu trầm, mang lại cho giải trầm vô địch trong phân khúc bát 50 của thập cẩm các dòng loa của hãng JBN đến từ Mỹ. Phần chính giữa là một quả check can. Chúng ta thấy rằng đây là một quả check can rất lớn và nó có cấu hình như chúng ta đang được thấy trước máy quay. Ở đây tôi sẽ đo lại cho quý vị cùng trải nghiệm. Với cái họng kèn, chúng ta cùng quan sát chiều ngang 38, chiều cao 28cm và đồng thời được thiết kế nguyên cái củ từ lớn tới 22 phân. Anh em vác nguyên một cái kèn, chắc kèn này không của nó thì đã rất là nặng rồi. Đây là ưu điểm thứ hai của model siêu khủng long 3218-6 VS đến từ Mỹ. Và phần bên trên chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa với phần thông số đo thực tế. Với họng kèn, đây là một quả trung kèn. Họng kép, chúng ta thấy rằng nó có tới hai họng được phân ngăn đôi và chia làm hai hướng, với chiều ngang 52, chiều cao 40cm, hậu của nó sâu tới trên 50 phân và nó được trang bị một quả củ trung kèn nằm phía sau lưng to siêu khủng. Quý vị thấy rằng trong bài đăng chi tiết trên Facebook, tôi đã tháo rời cái họng kèn. Quý vị nhìn một người vác nguyên bộ họng kèn này vào củ loa nặng nề khệ, với cái củ úp phía sau đít to như là một cái nồi cơm điện. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng một cặp loa không thể nói rằng nó là những cặp loa bình thường. Với cấu hình được trang bị hết tầm của hãng và cũng là model lớn hết số, quý vị có thể thấy được rằng rất khó có đối thủ có thể so đọ được với JBN 3218-6 VS đến từ Mỹ. Với phần thùng gỗ sồi rất đẹp và được phủ composite siêu bền, có độ chịu nhiệt nắng mưa. Và nó có thể chơi được đa dạng các không gian, từ những không gian nhà hàng, quán bar hay vũ trường hay những phòng khách sang trọng. Quý vị sẽ được thưởng thức sự trình diễn chất âm ở mức độ chính xác nhất và uy lực nhất cho cặp loa JBN VS3218-6 trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Với công suất tối đa lên tới 3.200W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy dao động từ 99 dB cho tới 139 dB theo thông số mặc định của nhà sản xuất. Chúng ta có thể thấy được rằng một cặp loa rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Chúng ta cùng quan sát lại phần trung âm sẽ thể hiện ở phê ở mức độ nào và quý vị sẽ thấy rõ. Mới chỉ cần ghép đẩy và tín hiệu từ trên TV
chất âm chúng ta sẽ thấy rằng tôi không có điều gì để miêu tả thêm về độ phê và độ chính xác ba giải âm thanh. Bất kỳ rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai, trời mưa giăng lối áo em lệ rơi nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời, vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Sương vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã xót xa trong tay mình. Rất là phê với sự thể hiện chi tiết tới từng nốt nhạc và từng lời hát. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Anh em quan tâm, đăng ký kênh theo dõi cũng như ủng hộ kênh, và để đáp lại lòng mong mỏi của toàn thể anh em, tôi sẽ cập nhật liên tục những tuyệt phẩm loa được sưu tầm từ các thương hiệu lớn trên thế giới và sẽ liên tục được cập nhật trên kênh. Ở đây chúng ta đang được nhìn hàng một với những cặp loa siêu khủng long, toàn bộ như cặp PSE1803 đến từ Mỹ với trọng lượng nặng 1.4 tạ hay JBL. Chúng ta đang được theo dõi chiếc máy quay 3218-6VS đến từ Mỹ, model lớn hết số, có trọng lượng nặng 1.5 tạ trên 3.200W. Và phía bên trái chúng ta đang được quan sát cặp PRX của hãng JBL đến từ Mỹ với model PRX725, 2 bát súp 40. Còn rất nhiều những cặp loa nữa mà sẽ cập nhật liên tục trong những đoạn clip tiếp theo. Quý vị đăng ký theo dõi và có nhu cầu với bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh để được hưởng những ưu đãi tốt nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Và tôi cũng lưu ý với quý vị rằng trong những đoạn clip mà tôi cũng đã giới thiệu rất chi tiết về phần thông số và phần giá, thì ở đây thì tôi lưu ý lại một lần nữa với cặp JBL mà theo như thông tin mà tôi được biết anh em nào đang sở hữu hay đang ẩn giấu thì tôi không thấy, nhưng với 3218-6 những cặp loa đẹp như thế này hiện tại trong nước thì chắc chắn rằng nó là gần như nó là số 1. Và cách đây ít ngày thì tôi thấy trên một kênh của anh em Hải Dương về được một cặp JBL 3215-6 model đàn em của 3218, và anh em đã bán tới tiền 100 triệu rồi. Và tôi thấy rằng nói rằng báo tới trên 100 triệu. Trên kênh của Toàn Audio thì chắc chắn rằng sẽ tốt hơn mức giá này. Anh em quan tâm thì chúng ta mạnh dạn đầu tư 1.000 đồng can theo số điện thoại trên kênh, hoặc để lại tin nhắn dưới phần bình luận và tôi sẽ trả lời sớm nhất. Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức với đoạn nhạc cuối cùng của clip này trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Trong đêm
chuyện ngày xưa chia đều ta hai phe đánh. Anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàn xua quân đốt nhà. Ta cho chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh.